Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với bản tin dự báo thời tiết ngày hôm nay và ngày mai của chúng tôi. Thưa quý vị và các bạn, theo như dự báo của Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia, bước sang nửa sau tháng 8 trở đi thì tình hình bão và áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông xảy ra ngày càng phức tạp, nguy hiểm hơn và diễn biến khó lường. Một tin vui cho bà con chúng ta là áp thấp nhiệt đới đã đi vào Biển Đông mà chúng tôi đã đưa ra trong các bản tin trước đó, đã đi vào Đài Loan của Trung Quốc. Cũng theo nhận định của các trang Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc tế, kết hợp với sự quan sát các mô hình dự báo sớm của Mỹ GFS đã đưa ra, thì hiện nay trên Biển Đông, khu vực Tây Thái Bình Dương tiếp tục lại xuất hiện thêm một vùng áp thấp mới đang tiếp tục hoạt động cực mạnh và di chuyển nhanh cùng hướng theo hướng Tây Tây Bắc, cũng đang tiến vào hướng Biển Đông nước ta. Vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 12,5 đến 13,5 độ Vĩ Bắc, 123,5 đến 124,5 độ Kinh Đông, trên khu vực vùng biển phía đông miền Trung Philippines, với sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 10 đến 11, tức là từ 50 đến 70 km/h, giật cấp 17. Như vậy, theo quan sát trên màn hình, trên Biển Đông đã xảy ra hai áp thấp nhiệt đới đang hoạt động mạnh, phức tạp, nguy hiểm hơn và diễn biến khó lường. Vị trí, cường độ và hướng di chuyển tiếp theo của áp thấp nhiệt đới này chúng tôi sẽ liên tục cập nhật trong các phần tin sắp tới. Tuy nhiên, đây chỉ là dự báo sớm. Tình hình trong thực tế còn nhiều diễn biến phức tạp, khó lường nên bà con cần đề phòng và chú ý để phòng tránh kịp thời. Trở lại thời tiết trong đất liền. Thưa quý vị và các bạn, đêm qua và sáng nay, ở khu vực vùng núi và Trung Du Bắc Bộ đã có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Dự báo do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục khoảng từ 21 đến 24 độ Vĩ Bắc, kết hợp với hội tụ gió lên đến 5.000 m hoạt động mạnh nên trong đêm nay và ngày mai, ở Bắc Bộ có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to và dông với lượng mưa phổ biến từ 100mm đến 200mm trên đợt, cục bộ trên 200mm trên đợt. Khu vực đồng bằng Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 40 đến 80mm trên đợt, có nơi trên 100mm trên đợt. Thời gian xảy ra mưa to tập trung cao điểm vào đêm và sáng sớm. Cảnh báo trên các sông suối khu vực Bắc có khả năng xuất hiện một đợt lũ với biên độ lũ lên từ 2 đến 4 mét. Trong đợt lũ này, mực nước đỉnh lũ trên các sông suối nhỏ khu vực thượng lưu có khả năng đạt mức báo động 1. Các sông chính ở khu vực trung và hạ lưu ở dưới mức báo động 1. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh vùng núi và ngập úng cục bộ tại các vùng trũng thấp ven sông, đặc biệt các tỉnh như Lai Châu, Điện Biên, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Tuyên Quang, Cao Bằng, Bắc Cạn, Lạng Sơn, Thái Nguyên, Quảng Ninh, tập trung vào đêm và sáng sớm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Còn khu vực Hà Nội trong đêm nay và ngày mai có lúc có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa mưa to. Lưu xuống khu vực Trung Bộ, trưa nay do ảnh hưởng của rìa phía nam rãnh áp thấp có trục ở khoảng từ 21 đến 24 độ Vĩ Bắc, kết hợp với gió tây nam gây hiệu ứng phơn hoặc động yếu nên ngày hôm nay ở khu vực từ Thừa Thiên Huế đến Phú Yên có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 37 độ, độ ẩm tương đối thấp nhất ngày phổ biến từ 50 đến 60%, thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 11 giờ đến 16 giờ. Hiện nay trên khu vực các tỉnh Quảng Ngãi, Bắc Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Đắk Lắk và Đắk Nông có mưa vừa mưa to. Lượng mưa trong 3 giờ vừa qua tại một số nơi như Trà Hiệp 71,8mm, Quảng Ngãi, Lưu Vực Đá Bằng 3 62,3mm, Khánh Hòa, Giang Mau 61mm, Đắk Lắk. Trong khoảng 1 đến 3 giờ tới, khu vực các tỉnh từ Quảng Ngãi, Bắc Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Đắk Lắk và Đắk Nông tiếp tục có mưa vừa đến mưa to với lượng mưa phổ biến từ 20 đến 40mm, có nơi trên 70mm. Cảnh báo trong 3 đến 6 giờ tới, lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ có nguy cơ xảy ra tại các tỉnh Quảng Ngãi, Bắc Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Đắk Lắk, Đắk Nông. Lưu xuống khu vực Nam Bộ có mây, ngày nắng, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Với nhiệt độ cao nhất phổ biến ở Nam Bộ từ 31 đến 34 độ,
có nơi trên 34 độ. Và tiếp theo, ngay sau đây sẽ là phần dự báo thời tiết trong đất liền cho các vùng miền trên cả nước. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Khu vực Hà Nội, nhiều mây, có mưa rào và rải rác, có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 28 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 33 độ. Sang đến thời tiết khu vực phía Tây Bắc Bộ, nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác, có dông, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ, có nơi dưới 23 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 28 đến 31 độ, có nơi trên 31 độ. Sang đến thời tiết khu vực phía Đông Bắc Bộ, nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác, có dông. Riêng khu vực đồng bằng có mưa rào và rải rác, có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to, gió đông nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 28 độ, vùng núi có nơi dưới 25 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 33 độ, vùng núi có nơi dưới 30 độ. Lưu xuống thời tiết các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, có mây, ngày nắng, phía Nam có nơi nắng nóng. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Riêng khu vực từ Thanh Hóa đến Nghệ An, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 29 độ, nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 35 độ, phía Nam có nơi trên 35 độ. Xuống đến thời tiết các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, có mây, ngày nắng, phía Bắc có nắng nóng. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 28 độ, nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 35 độ, riêng phía Bắc từ 34 đến 37 độ. Sang đến thời tiết khu vực Tây Nguyên có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác. Cục bộ có mưa vừa, mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 đến 23 độ, nhiệt độ cao nhất từ 28 đến 31 độ, có nơi trên 32 độ. Lưu xuống thời tiết khu vực Nam Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 34 độ. Cuối bản tin dự báo thời tiết hôm nay là dự báo thời tiết cho các vùng biển trên cả nước. Vùng biển Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió nam cấp 4. Vùng biển Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km, gió tây nam đến nam cấp 4. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi không mưa. Tầm nhìn xa trên 10 km, gió tây nam cấp 4. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió tây nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió tây nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió tây nam cấp 3, cấp 4. Bắc Biển Đông có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Quần đảo Hoàng Sa có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng giữa Biển Đông có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng Nam Biển Đông có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Quần đảo Trường Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vịnh Thái Lan có mưa rào rải rác và các nơi có dông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4. Bản tin dự báo thời tiết ngày hôm nay đến đây đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những bản tin tiếp theo.